Được sự ủng hộ tích cực của gia đình bà Đỗ Thị Bé Hai, ấp Bình Hạnh, xã Long Bình Điền, Hội chữ thập đỏ huyện Chợ Gạo vừa tổ chức phiên chợ không đồng tại xã Long Bình Điền. Tại phiên chợ, các hộ gia đình nghèo, hộ khó khăn, người cao tuổi, người khuyết tật được nhận phiếu quà không đồng gồm các nhu yếu phẩm như gạo, mì tôm, dầu ăn, nước tương, trứng gà, muối, hạt nêm, nước mắm, trị giá mỗi phần 300.000 đồng. Chữ thập đỏ có để mà cho các mạnh chị em ở đây lãnh được món quà này thì cũng rất là mang ơn các mạnh thường quân với trong nước và ngoài nước, và cảm ơn quý cô hết tất cả. Những tình cảm đầy ấm áp từ phiên chợ không đồng đã góp phần dung đắp thêm truyền thống nhân ái, sẵn sàng hỗ trợ, giúp đỡ nhau khi hoạn nạn của các cán bộ hội viên, tình nguyện viên Hội chữ thập đỏ.